Atletico Madrid rõ ràng được đánh giá cao hơn và là đối thủ khó nhằn với bất cứ đội bóng nào. Tuy nhiên, với sự sắc bén và bá đạo của tiền đạo Phạm Khánh, đội bóng phố hiện hy vọng có thể làm nên bất ngờ khi trận lượt đi vòng 1/16 diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình. Chúng tôi Bảo Quốc và Trần Kiên rất vui mang đến quý vị và các bạn trận đấu này. Kênh thể thao của đài truyền hình Quebec xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất tốt và sẽ là một trận đấu rất đáng được chờ đợi khi mà những ngày qua cả hai huấn luyện viên của hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo trước báo giới rằng họ sẽ chơi tấn công và sẽ là một trận đấu không khoan nhượng giữa hai đội. Trận đấu đã được bắt đầu và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Tình huống nguy hiểm. Với những con người như thế này, vận hành trong lối chơi tấn công vô cùng hợp lý, bàn thắng đã đến là một điều tất yếu. Trời lấn lướt và họ đã cho thấy được sức mạnh của mình. Đó là một cú dứt điểm rất lạnh lùng, quyết đoán và vô cùng hiệu quả. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Cú sút cực căng và đẹp mắt của Nguyễn Pháp, 1-0 cho Phổ Hiến. Với việc sở hữu một huấn luyện viên rất kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu và sử dụng con người rất sắc bén, thì cho tới lúc này đội khách đang giành được những kết quả rất khả quan ở những đấu trường mà họ tham dự. Phối hợp khá đơn giản. Dứt điểm đi! Như vậy là lưới đã rung lên! Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Một cú dứt điểm rất tuyệt vời. Pha bóng thể hiện đẳng cấp rất cao của cầu thủ này. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Vâng, Phạm Khánh đã lên tiếng, 2-0 rồi. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Bóng đã được phát ra. Rất tốt. Giữ bóng rất tốt. Pha phản công. Rất tốt.
Vitolo. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phối hợp khá đơn giản, đường chuyền chuẩn xác, rất chính xác. Cơ hội tấn công. Đường chọc khe. Dứt điểm. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Họ đang chờ đợi ép sân không biết mệt mỏi. Whistle. Sẽ có một quả phạt góc. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Cơ hội tấn công. Đường chọc khe. Rất nỗ lực. Chặn bóng rất tốt. Họ cần phải thi đấu đột biến và cần sự... Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flypatch để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Tình huống nguy hiểm. Cú sút rất mạnh nhưng chưa có bàn thắng. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Một quả ném biên. Một đường chuyền bóng dài. Pha đọc tình huống khá tốt. Cơ hội. Nỗ lực tuột pha đã bị vô hiệu hóa. Vitolo. Rất bình tĩnh. Rất nỗ lực. Cơ hội. Cơ hội đã bị bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Trên thực tế thì đôi khi tấn công lại là một cách phòng thủ rất hữu hiệu. Đường chuyền chuẩn xác. Rất nhịp nhàng. Phòng thủ rất tốt. Phòng thủ rất hay. Sẽ có một quả ném biên. Sẽ có sự thay đổi người. Cơ hội. Vào. Cách biệt 3 bàn sẽ rất khó để họ có thể san lấp.
và không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Pha dứt điểm không thể tốt hơn. Bàn thắng đã đến với họ sau một pha phối hợp rất nhuần nhuyễn và xử lý cá nhân rất hoàn hảo. Vẫn là một tình huống tỏa sáng của Phạm Khánh. 3-0 rồi. Cách biệt đã là quá lớn và chỉ có phép màu mới có thể đem lại cho họ một cuộc lội ngược dòng. Sẽ có một tình huống ném biên. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Mất bóng rồi. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Cản phá rất quyết liệt. Pha phòng ngự tỉnh táo. Philippe. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Chèo bóng khá hay. Một tình huống việt vị. Squilaki. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình. Ladies and gentlemen, please turn to the large screen for scores from today's online.